Chào mừng các bạn đã đến với Top Game của chúng tôi ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ chơi Grand Theft Auto, Ice Cream Friend, Evil Blood Storm, một số game khác. Ok, let's start. Chết này. Còn lão già nữa đúng không? Sao nó có mặt đúng lúc vậy ca? Không có lê ở đây cơ. Oh shit, đánh động rồi. Mẹ khẩu súng tao đâu? Buồn cười nhờ. Pet Locky ăn ngủ. Oh no. Lại thế rồi. Mình tiếp nha. Tell for all that amount of food that these pipes lead to a place where candy is cooked day and night nonstop. Liz is hidden in that place for sure. She's so sweet she'll probably blend in with all that candy though. Charlie could also be there. We need to reunite with everyone. It's the only way to give Rod what he deserves. You better stay focused, you hear me? Wait a minute. Isn't that Charlie? Yep, that's Charlie.
Where are my friends? Why don't they come rescue me? Well, it seems like I will have to escape by myself. At least this kitchen looks harmless. Maybe I could even eat some... Mati. Boss. I think I need a plan. Hey you. Where has the chubby boy gone? Quá, không có cái nào. Không có một mảnh tiền nào. Oh shit. Chẳng lẽ gọi cho Jay nha. Chúng ta đã chuyển sang game tiếp theo. Evil Plus Toy. Mày lại đâu rồi?
really. Chạy về đấy, chạy về đấy. Oh shit. Thích ngay mà. Tiết kiệm điện thôi. Bật đèn, sẵn đèn lên soi. Me. Đây này, đây này. Ta sang tiếp theo, Scary Teacher. Gì vậy? Ô, bị lỗi à?
lù gì vậy? Still miss the credit card. My coffee must be cold by now. Nhanh nào lấy thôi. I was drinking tea. What? No! All my money! It's gone! I'm ruined! To tell. Phim à?
8503, ok. Kìm và thuốc độc luôn. Đưa bố miếng thịt. Chết ngay như vậy. Tội. Ok, chúng ta lên game tiếp theo. Ultimate Custom Night. Chưa kịp làm gì mà. Chỗ này mình nhìn lại nha. Một.
Nhanh thế. Tiếp nha. Just wait for it to turn black and fall off. Give it a quick prod. Oh, what is that cootie yellow stuff? Hey, babe. My handyman. I was bored, so I came over to keep Asuka company. She's got the makings of a natural, this girl. She's managed to extract this little gem from our guest. There's a plane coming into Francis International in 2 hours' time. It is full of Catalina's poison. You can avoid airport security by getting a boat out to the runway light buoys and shooting the plane down on its approach. Collect the cargo from the debris and stash it. Oh, you be careful now, okay, baby? Now try the chili oil. Nghe nè ra nào. Nhanh 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 nhanh. Bùm. Không tới á. Cái này vừa tầm nhẹ. Thank you.
Lấy con này đi cho an tâm. Ui, sao có xe đi tận trên này? Trời ơi. Trời tiếp theo. Ô, mẹ bấm nhầm ạ.